Xin chào ba mẹ. Ba mẹ thân mến, trong cái video hôm nay thì chủ đề của mình đó vẫn là liên quan đến máy hút sữa. Bởi vì thực tế rằng trong cái quá trình mà mình gặp gỡ và tư vấn rất là nhiều ba mẹ, mình thấy có rất là nhiều ba mẹ vẫn còn đang băn khoăn, lo lắng và không biết là lựa chọn một chiếc máy hút sữa như thế nào là phù hợp. Bản thân mình đã từng dùng một chiếc máy hút sữa cách đây hơn 4 năm khi mới sinh bạn gấu. Thì lúc đó thực sự là mình cũng khá là mông lung, cũng phải tìm hiểu rất là nhiều các cái dòng máy rồi lọ kia. Nhưng mà thực sự rằng là thời điểm đó nó cũng không có quá nhiều sự lựa chọn bây giờ. Và mình đã quyết định sử dụng một chiếc máy hút sữa Spectra đến từ thương hiệu Hàn Quốc với cái mức giá là hơn 3 triệu đồng. Và thực sự là mình cảm thấy vô cùng là hài lòng khi sử dụng nó, hiệu quả đem lại rồi tất cả mọi thứ nữa. Ok ạ. Tuy nhiên thì cái thời điểm bây giờ mình biết rằng là không phải là ba mẹ nào cũng có thể bỏ ra một cái mức giá là 3, 4, 5 triệu để mua một chiếc hút sữa. Đôi khi ba mẹ rất là băn khoăn về giá thành, bởi vì ba mẹ muốn tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó mà nó thực sự là tiết kiệm kinh tế này, mà vẫn đảm bảo được cái nhu cầu ba mẹ khi sử dụng một chiếc máy hút sữa. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với ba mẹ đó một dòng máy hút sữa đến từ thương hiệu Inbia của Việt Nam. Dòng máy này thì sản xuất tại Trung Quốc ạ, nhưng mà nó sản xuất theo công nghệ của châu Âu và đảm bảo về độ an toàn cũng như chất lượng sản phẩm, và có phiếu bảo hành ạ, đi kèm bảo hành 1 năm chính hãng ba mẹ nhé. Thì thực sự là khi mà đưa sản phẩm này vào cái hệ thống siêu thị mẹ bé của đôi bên mình đã có giới thiệu tới nhiều ba mẹ khi mà đang lựa chọn một chiếc máy hút sữa thì đã đồng ý là sử dụng sản phẩm máy hút sữa Inbia để sử dụng. Và thực sự là cái hiệu quả hay là những cái điều mang lại của sản phẩm thì mình đang chờ đón ba mẹ đang sử dụng nó để có thể có những câu trả lời chính xác nhất. Bản thân mình thì cũng đã lắng nghe các ba mẹ đang sử dụng và đại đa số đang hài lòng với sản phẩm, bởi vì là thứ nhất là giá thành sản phẩm rất là hợp lý, chưa đến 1 triệu đồng nữa, bạn có thể hoàn toàn sở hữu một chiếc máy hút sữa điện đôi. Ngoài ra thì thiết kế của bộ thân máy khá là đơn giản này. Đơn giản đúng không ạ? Bo tròn và cầm nhẹ nhàng. Có cả một chiếc dây đeo đi kèm như này nữa. Bạn có thể là đeo vào khi hút sữa để không cần mất công cầm máy, rất là tiện luôn ạ. Và nó là máy hút sữa điện đôi ạ. Thì mẹ có thể sử dụng làm máy điện đôi hoặc điện đơn hoặc như thế nào cũng được, rất là tiện. Và khi mà sử dụng thì đây ạ. Nó là máy cảm ứng. Đó, có sạc tích điện, sạc pin ở trong này. Có cả chế độ massage. Đây là chế độ hút này. Chế độ massage. Rất là tiện lợi luôn. Vậy là một chiếc máy hút sữa điện với giá thành chưa đến 1 triệu đồng thôi, nhưng mà cũng đảm bảo công năng, đó là hút điện đôi này, có cả chế độ massage này, chế độ hút và chế độ tích điện, rất là tiện lợi khi ba mẹ sử dụng ở những nơi không có nguồn điện hoặc là khi mà nhà mất điện chẳng hạn ấy. Thì mình thấy rằng với cái tầm tiền này thì ba mẹ có thể sẵn sàng lựa chọn một chiếc máy hút sữa đến từ thương hiệu Inbia để sử dụng và trải nghiệm nó. Hy vọng rằng ba mẹ có thể có thêm những cái trải nghiệm mới. Và nếu ba mẹ quan tâm cũng như là thắc mắc về sản phẩm thì có thể đặt câu hỏi dưới video ngày hôm nay để bên mình có thể tư vấn hơn, kỹ hơn cho ba mẹ về sản phẩm nhé. Xin cảm ơn ba mẹ đã theo dõi và hẹn gặp lại ba mẹ trong những cái video chia sẻ lần sau ạ.